Chào các bạn, hôm nay chúng tôi mời các bạn cùng khám phá về Nam Phi, một đất nước có nhiều kim loại quý nhất trên thế giới, nơi được xem là phát tích của loài người và cũng là một trong những quốc gia kỳ lạ nhất trên thế giới. Nam Phi, viên kim cương đen của châu Phi. Nam Phi là một trong những quốc gia có vị trí địa lý đa dạng nhất trên lục địa châu Phi, bao gồm lãnh thổ trải dài từ các vùng đồng bằng màu mỡ của vùng cao và thảo nguyên rộng mở. Nam Phi có một lịch sử rất khác biệt với các quốc gia khác ở châu Phi, là thành viên của khối thịnh vượng Trung Anh. Đây là quốc gia sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp và nguồn tài nguyên vô cùng phong phú. Nam Phi, cầu nối châu Phi với thế giới. Là một quốc gia thuộc châu Phi có vị trí vô cùng đặc biệt, nơi đây là điểm dừng chân của tất cả các nước khi đến với châu Phi. Chính vì vậy mà Nam Phi là một chiếc cầu nối của châu Phi với thế giới. Nam Phi tên chính thức là Cộng hòa Nam Phi. Nam Phi là một quốc gia nằm ở mũi phía nam lục địa châu Phi. Nước này giáp biên giới với Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini và bao quanh toàn bộ đất nước Lesotho. Nam Phi, cái nôi của loài người. Nam Phi được xem là cái nôi của loài người bởi nhiều lý do về lịch sử, khoa học và văn hóa. Nhiều nghiên cứu khảo cổ cho thấy rằng Nam Phi là một trong những vùng đất đầu tiên có sự phát triển và tiến hóa của loài người. Nhiều bằng chứng cho thấy có những dấu vết của loài người đã tồn tại ở đây trong khoảng 2 triệu năm trước. Cụ thể là tại các điểm hóa thạch Hominid phía tây bắc Samhainbosch, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra hài cốt người hóa thạch có niên đại hơn 2 triệu năm tuổi. Khu vực này hiện đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nam Phi, quốc gia cầu vồng với 11 ngôn ngữ khác nhau. Nam Phi được mệnh danh là quốc gia cầu vồng, lý do là sự pha trộn của nhiều nền văn hóa. Đất nước này có tới 11 ngôn ngữ chính thức. Hầu hết người dân Nam Phi nói nhiều hơn một ngôn ngữ. 11 thứ tiếng đó là tiếng Anh, tiếng Afrikaans, isiZulu, isiXhosa, isiDebele, Sotho, Northern Sotho, Setswana, Sikwati, Sivenda và Sitsonga. Trong đó, tiếng Anh được sử dụng phổ biến trong chính phủ, giáo dục, kinh tế và truyền thông. Sự đa dạng ngôn ngữ của Nam Phi đã góp phần tạo nên văn hóa phong phú và đa dạng của quốc gia này. Quốc gia duy nhất trên thế giới có 3 thủ đô. Nam Phi là một quốc gia có 3 thủ đô. Điều này khá độc đáo và ít quốc gia trên thế giới có nhiều hơn một thủ đô. 3 thủ đô của Nam Phi là Pretoria. Pretoria là thủ đô hành chính của Nam Phi và là trung tâm chính trị của quốc gia này. Cape Town. Cape Town là thủ đô lập pháp của Nam Phi, nằm ở phía tây của đất nước. Cape Town nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp như dãy núi Bạc và có bờ biển tuyệt đẹp. Bloemfontein là thủ đô tư pháp của Nam Phi, nằm ở tỉnh Free State. Đây là nơi đặt trụ sở của tòa án hiến pháp và là trung tâm pháp lý của đất nước. Điều thú vị là các cuộc họp của Quốc hội diễn ra trong 6 tháng ở Cape Town và 6 tháng ở Pretoria. Các tòa nhà liên hiệp ở Pretoria là nơi đặt văn phòng chính thức của Tổng thống. Đây cũng là nơi đặt bức tượng Nelson Mandela nổi tiếng. Một quốc gia khác trong lòng Nam Phi. Có lẽ bạn từng biết về những quốc gia đặc biệt như Vatican hay Monaco. Nhưng có lẽ ít người biết rằng Nam Phi cũng có một đất nước khác nằm trong biên giới. Đó là Vương quốc Lesotho, một quốc gia có chủ quyền nằm trong khu vực núi Drakensberg. Lesotho được mệnh danh là vương quốc trên bầu trời nhờ cảnh quan miền núi tuyệt đẹp. Đất nước sống trên mỏ vàng, kim cương và tài nguyên quý. Nam Phi là một trong những quốc gia có tài nguyên quý hiếm nhiều nhất trên thế giới. Đầu tiên phải nói đến kim cương. Nam Phi là một trong những nhà sản xuất kim cương hàng đầu thế giới. Các mỏ kim cương chủ yếu tập trung ở các khu vực như Kimberley và Limpopo. Tiếp theo là vàng. Nam Phi cũng là một trong những nhà sản xuất vàng lớn nhất trên thế giới. Các mỏ vàng quan trọng nằm ở Gauteng và các vùng khác. Nam Phi là nguồn cung chính của Platina, một kim loại quý hiếm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và các ứng dụng khác nhau. Nam Phi cũng có các khoáng sản như titan và chrome quan trọng, được sử dụng trong công nghiệp và sản xuất hợp kim. Đất nước này cũng là một trong những nguồn cung quan trọng của uranium, được sử dụng trong ngành năng lượng hạt nhân. Nam Phi còn có các mỏ than đá lớn, cung cấp năng lượng đáng kể cho nền kinh tế và người dân.
Nam Phi cũng có các mỏ sắt và manga lớn, đóng vai trò quan trọng trong sản xuất thép và các ngành công nghiệp khác. Ngoài những nguồn tài nguyên trên, Nam Phi còn có các tài nguyên khác như nhôm, thạch anh, đá cẩm thạch, đất hiếm và nhiều loại khoáng sản quý giá khác. Sự đa dạng và phong phú của tài nguyên này đóng góp lớn vào nền kinh tế và phát triển của quốc gia. Nam Phi, sự đa dạng sinh thái. Sở hữu từ những ngọn núi phù tuyết trắng đến những bãi biển cận nhiệt đới, Nam Phi được mệnh danh là quốc gia đa dạng sinh thái. Nếu tính cả tư nhân, Nam Phi có hàng trăm công viên, vườn quốc gia và khu bảo tồn, những nơi tuyệt vời để du khách trải nghiệm thiên nhiên và đến gần với những loài động vật hoang dã nổi tiếng của châu Phi. Trong khi đất nước này chỉ bao phủ 1% bề mặt của trái đất, nhưng Nam Phi lại có đến 10% các loài chim, cá và thực vật trên thế giới, cũng như 6% các loài bò sát và động vật có vú. Ở Nam Phi có các loài động vật quý hiếm và to lớn mà nhiều quốc gia trên thế giới không có, như loài đại điểu lớn nhất, loài cá mập voi lớn nhất, loài hươu cao cổ cao nhất, loài voi có vú trên cạn lớn nhất hay động vật có vú trên cạn nhanh nhất, đó là báo cheetah. Tất cả đều thuộc loại quý hiếm và có kích thước trọng lượng lớn nhất trong thế giới động vật. Công viên quốc gia Kruger rộng hơn 19.450 km2 là một trong những điểm đến ngắm động vật hoang dã tuyệt vời nhất trên thế giới. Nơi đây có một số loài mang tính biểu tượng của châu Phi như là voi, sư tử, báo hoa, báo săn, tê giác, trâu, hươu cao cổ, hà mã, ngựa vằn. Bên cạnh đó còn có 136 loài động vật có vú khác và hơn 500 loài chim. Các đồi đá granite tuyệt đẹp hướng về phía nam, dãy núi Lebombo nhô lên từ trảng cỏ ở phía đông và các khu rừng nhiệt đới bao phủ ở phía bắc của công viên. Ngọn núi lâu đời nhất trên thế giới. Biểu tượng của Cape Town, núi Bàn là một trong những ngọn núi lâu đời nhất trên thế giới, là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Núi có niên đại khoảng 260 triệu năm tuổi, là nơi sinh sống của hàng ngàn loài thực vật, trong đó có những loài chỉ có mặt tại vùng núi này. Sự đa dạng văn hóa. Với một quốc gia có sự thâm nhập của nhiều nước tại châu Phi, cũng như nhiều nước khác trên thế giới, Nam Phi có một nền văn hóa vô cùng đặc sắc và đa dạng. Nó được thể hiện qua sự khác lạ về âm nhạc, ẩm thực và sự phong phú của ngôn ngữ. Nam Phi sở hữu một nền âm nhạc phong phú. Ẩm thực Nam Phi sử dụng thịt là nguyên liệu chính trong bữa ăn hàng ngày, cũng như trong những dịp lễ lạc. Nam Phi cũng là một quốc gia sản xuất rượu vang lớn nhất trên thế giới. Phong cách sống của người Nam Phi được thể hiện rõ ràng qua từng tầng lớp. Tầng lớp trung lưu chủ yếu là người da trắng, chỉ có một số ít người da đen và người da vàng. Người da đen lưu giữ và duy trì truyền thống dân tộc nguyên vẹn và lâu đời nhất. Ở Nam Phi, có một châu Phi rất khác. Bạn sẽ hình dung về châu Phi với sự khô hạn, thế nhưng ở Nam Phi hoàn toàn khác. Ngay trong mùa khô thì thành phố Cape Town vẫn rợp bóng cây xanh. Xanh mát, hiền hòa, thân thiện là những gì bạn có thể nhìn thấy từ đất nước này. Bạn còn sẽ cảm nhận sự văn minh của đất nước này về khoảng xanh sạch đẹp, ngăn nắp và trật tự. Nam Phi sở hữu một trong những môi trường tự nhiên đa dạng và tuyệt đẹp nhất trên thế giới. Du khách có thể đắm mình trong những tia nắng vàng trên bãi biển đầy nắng, đi qua những mảnh thảo nguyên khô cằn, chiêm ngưỡng những đồng cỏ xanh tươi, xuyên qua khu rừng nhiệt đới và dừng lại để ngắm những hẻm núi lâu đời rộng lớn. Bạn cũng có thể đi dạo trên các con phố đô thị một ngày và lượn theo những con đường mòn qua các trang trại nhỏ và làng mạc vào ngày tiếp theo. Nam Phi thực sự là một vùng đất của sự tương phản. Nam Phi hoang dã và tiềm ẩn nhiều cảnh quan thú vị là điểm đến tuyệt vời cho những ai yêu thích mạo hiểm, muốn trải nghiệm sự mới mẻ. Một số trải nghiệm như ngắm nhìn thành phố Cape Town từ ngọn hải đăng trên mũi bão tố, cưỡi đà điểu ở Ashon, ngắm cá voi từ đất liền, chinh phục đỉnh cao dãy núi Krakenberg, ngắm nhìn báo đốm trên bãi biển, chụp ảnh hẻm núi xanh lớn thứ ba trên thế giới hay dạo quanh safari, ngắm nhìn những đàn linh dương, voi, báo và hươu cao cổ. Nam Phi là một điểm đến bạn có thể du lịch quanh năm. Mùa đông ôn hòa, khô ráo và thích hợp để đi tham quan động vật hoang dã. Mùa hè có thể rất nóng và mưa nhiều, nhưng cũng là thời điểm tuyệt vời để ghé thăm các bãi biển và lễ hội. Mùa xuân là thời điểm tuyệt vời để ngắm hoa dã quỳ ở các tỉnh phía Bắc và Tây Cáp. Mùa thu rất ít mưa, nhưng ban ngày ấm áp và ban đêm mát mẻ. Nhìn chung, lúc nào cũng là thời điểm tốt nhất để đến với Nam Phi. Mời bạn ấn nút theo dõi kênh
để liên tục cập nhật những video về các vùng đất lạ trên thế giới nhé.